Giáo hội Phan Sơn trình diện. Thank you.
cho các bạn trẻ đến từ giáo họ Phan sư, bạn giới trẻ đứng tại chỗ để đứng tre hình như ngài có quà cho các bạn đấy, xin mời các bạn đứng tại chỗ. Bộ khúc cồng chiêng mà chúng ta vừa được xem đó, nó được khởi đi từ cái chuyến mục vụ sáng hôm nay của đức cha trong xe đón bộ phận Phật của chúng ta trong chuyến đi thăm viếng bạn chị em ở Phan Sơn, có chúng tôi và các thầy cũng như các sơ tháp tùng của đức cha và các em ở miền dân tộc Cờ Ho kính dâng lên đức cha trong chuyến thăm mục vụ này. Và cùng ngồi với đức cha thăm dự, chúng tôi nói là xin đức cha cho chọn đưa các em Cờ Ho hôm nay về giáo xứ Long Hương để ra mắt cộng đoàn họ giáo họ bắt quy trong đêm chiếm nguyện của Chúa Giáng Sinh này. Và đức cha khi chân được chúng tôi hỏi lời thì đức cha cười vui vẻ và đức cha đồng ý đưa về diễn tối hôm nay. Và sự đồng ý của đức cha không những ngài chỉ gật gù đồng ý mà ngài nói tôi sẽ cho quà các em nữa để tưởng thưởng các em giới trẻ ở Cơ Ho và mong rằng về sau sẽ còn có những cuộc giao lưu gặp gỡ nữa với những anh em dân tộc Cơ Ho cũng như anh em dân tộc trong bát tri của chúng ta. Và trong niềm vui này chúng con xin chân trọng kính mời đức cha Giuse, xin đức cha trao quà cho các em và đây là món quà của chính đức cha Giuse muốn tặng gửi các em Cơ Ho trong buổi tối cùng chiều hôm nay. Xin mời các chị mang theo quà đức cha tặng các em. Và lần sau hy vọng rằng các em có dịp giao lưu cha phó các em đây đang trực thuộc giáo xứ Hòa Thuận cho cha Phê Rô Thắng và cha chính xứ và cha Luca Sơn, cha phó xứ cha Luca Sơn mà chúng tôi hôm nay đang còn thiếu vui. Và hy vọng lần sau nữa các em sẽ có vui đi theo trong cái cuộc giao lưu với các giáo xứ ở trong đám này. Rồi xin mời mọi người chúng ta cho rằng phóng tay vừa cảm ơn đức cha và tổ bỏ tinh thần của các giới trẻ của ngon. Vâng, xin cảm ơn.